Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình vừa phát hiện ra một cái chỗ tiệm bánh kem ở cả nhà, ở tại thành phố Vĩnh Long. Có một cái điểm đặc biệt này luôn nha. Bây giờ trước tiên là cho cả nhà xem cái túi xách ha. Cái túi xách đựng cái bánh kem này nó rất là dễ thương luôn nè. Đó, này là mình thấy là giấy. Nhìn là biết là rất là thân thiện với môi trường rồi cả nhà ha. Đó là chỗ cái bánh kem mà mình giới thiệu cho cả nhà, đó là bánh kem Tuyết Nhung nha. Đó, nằm tại phường 1. Tuyết Nhung Chi Vát, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1. Thì mình phát hiện ra chỗ bánh kem này á có một cái điểm đặc biệt mới nha cả nhà. Đó là bán một cái loại bánh mới, nhưng cái điểm đặc biệt hơn nằm ở chỗ là cái hộp của nó. Cái hộp này của nó cả nhà nhìn nè. Đó, mình sẽ cho cả nhà xem một cái vòng xung quanh nha. Cái hộp này của nó có điểm đặc biệt khác những cái hộp mà mình hay mua mình đựng đồ ăn ở bên ngoài chợ đó cả nhà. Đó là cái hộp này được làm từ xác mía. Đó, nghe rất là hấp dẫn phải không cả nhà? Thì mình thấy cái những cái vấn đề mà đựng những cái đồ ăn á mà cái hộp nó thân thiện với môi trường á, tại vì nó có thể phân hủy sau khi mà trời mưa hoặc là thấm nước thì xác mía nó sẽ rịu ra. Đó thì nó sẽ trở thành phân luôn. Cả nhà thấy rất là hay đúng không? Đó. Thì cái hộp xác mía này sẽ đựng gì trong đây? Cho cả nhà xem. Đây. Hấp dẫn không cả nhà? Đây là bánh kem phô mai trứng muối chà bông nha cả nhà. Cho cả nhà xem, đây cái tên thương hiệu nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha cái bánh kem này để xem nó có vị gì nha. Thì thật sự thì mình thấy mình cũng chia sẻ với luôn với cả nhà ha. Cái giá mỗi cái bánh kem như vậy là 40.000 đồng nha cả nhà. Thì mình thấy ở chỗ Tuyết Nhung Chi Phát á là quan tâm với vấn đề vệ sinh môi trường, là đựng từ cái túi giấy ha tới cái hộp mà đựng từ xác mé luôn, thì mình thấy rất là hay. Ngoài ra còn có điểm đặc biệt nữa nè cả nhà, đây cả nhà xem nha. Cái muỗng này là bằng gỗ nè cả nhà, giống như là những cái gỗ ép lại đó cả nhà. Cái này thì theo mình nghĩ là nó đụng nước một thời gian là nó cũng sẽ rịu luôn. Cái điểm đặc biệt phải không cả nhà ha, thay vì mình dùng muỗng mủ thì cái này là mình dùng muỗng cây nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức những nha cái bánh kem phô mai trứng muối chà bông này có vị như thế nào nha cả nhà. Trước tiên bây giờ mình sẽ thử chà bông trước đi cả nhà ha. Chà bông đây cái nhà nhìn ha, nó rất là mịn luôn đó. Cái cảm nhận đầu tiên của mình đó khi mà mình nếm cái chà bông này á, cái độ ngọt, cái độ mặn nó rất là vừa phải luôn và nó rất là thơm luôn cả nhà. Bây giờ chúng ta sự cố ngoài ý muốn ha cả nhà, bị cúp điện. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái phần mà bánh kem nha cả nhà ha. Trời ơi, cái kem sữa tươi cả nhà ơi, nó béo, nó ngọt mà nó thơm, nó mịn màng nữa chứ. Còn qua thử mấy nữa. Ngon quá, ngon luôn cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái gì đây? Tới cái phần bánh bông lan ở bên trong cái bánh kem này nha. Cả nhà xem nè, bánh bông lan bên trong nè. Cả nhà nhìn đây nè, cho nó thấy rõ hơn ha. Rồi, đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi. Cái bột bánh bông lan nó mềm, nói chung là rất là tuyệt vời về cái bánh này luôn cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ thử tới cái phần này là cái quan trọng nè. Bình thường á thì nó thật luôn với cả nhà, để khẩu vị của mình nó thích ăn ngọt và ăn béo, mình không có thích ăn mặn mặn như vậy. Nhưng mà do review cho cả nhà để cái độ chi tiết á, thì mình sẽ cùng thử với cả nhà cái món trứng muối này như thế nào nha. Đó, trứng muối này có vẻ như là nó bắt buộc chắc mình phải ăn thôi. Hơi khó cả nhà ha, thôi thử hết nguyên cục luôn đi. Đó, ta thử thôi. À, cái trứng muối này nha cả nhà, mình chia sẻ luôn cả nhà, trứng muối này cái độ mặn nó rất là vừa phải, nó rất là ít luôn, cái độ béo, cái độ dẻo rất là vừa ăn, nói chung là rất tuyệt vời. Đối với mình thì
bỏ cái bánh bông lan, bánh kem ha, phô mai trứng muối nè. Trà bông mà có giá như vậy thì quá là chất lượng luôn cả nhà. Thì cả nhà nếu mà có muốn dùng thử thì cả nhà hãy ghé thử bánh kem Tuyết Nhung ha, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Vĩnh Long đó, để dùng thử cái bánh kem này. Và chúng ta sẽ được đựng trong một cái hộp đựng bằng sắt mía, rất là lạ luôn. Sẵn đây xé luôn cái hộp cho cả nhà xem nha, coi nó có điểm gì khác biệt hay không nha. Đó nè cả nhà xem nè, nó tựa tựa như là giấy vậy đó cả nhà. Sát mía nghe rất là hay, thì mình thử coi có mùi gì không ạ. Đúng là cái mùi như giấy vậy đó. Rồi mình thấy là những cái hộp mà đựng bánh như vậy á thì rất thân thiện với môi trường luôn. Vậy là mình giới thiệu xong với cái nhà ha, về cái hộp đựng bằng sát mía rất là mới và độc lạ tại thành phố Vĩnh Long luôn. Và chúng ta cũng đã thưởng thức cái bánh kem phô mai, trứng muối, trà bông. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà.